Chào tất cả các bác, tôi là Gan đây. Và đã lâu rồi tôi mới cầm một cái con bay lên mà review trực tiếp cho các bác như thế này. Và hôm nay sẽ là bài review về Jomunter Chi 2 Infinite Cycle. Vâng, và đây chính là một con bay mà khá, phải nói là đến đây mà tôi còn review là tôi nghĩ là khá là tối cổ rồi đấy. Nhưng mà hàng Hasbro thì người Việt Nam mình ít review nhỉ. Đây không phải là con treo Jomungan của Takara Tomy, mà đây chính là con Jomunter J2 Infinite Cycle của Hasbro. Nó không có cái chữ đầu của kia, nhưng mà giá thì đây chính là một cái bản mà nó không phải của Takara Tomy. Thì ở Việt Nam mình thì tôi nghĩ cũng có nhiều bạn có con này của bản Takara Tomy rồi nha, nhưng mà đây là bản Hasbro, nó khác của Takara Tomy. Và nó khác ở chỗ nào thì tôi sẽ nói cho bác ở trong cái video này, mặc dù tôi không có con Chell Sugarman để cái bên mà review cho mấy ông, nhưng mà vâng, tôi vẫn có thể mà so sánh nó với cái con Chell Sugarman của Takara Tomy nữa. Yeah, một của Mỹ thiết kế và một của Nhật thiết kế, thì cái nào ngon hơn nhỉ? Ok, thì tôi vào bài review luôn nhé. Thì phải nói thật ấy, là những cái con đồ layer này Hasbro làm nó cực kỳ tốt luôn. Tôi nghĩ là nếu mà so sánh với Takara Tomy thì nó cũng ngang hàng với Takara Tomy luôn, chứ không phải là kiểu mà dởm hơn Takara Tomy như bây giờ đâu. Nhưng mà bây giờ thì họ làm một thiết kế thực sự nhìn ngu vậy. Ok, thì bây giờ tôi sẽ nói về cái layer. Đây chính là một cái layer Jomunter. Thì cái layer này bên Takara Tomy thì nó sẽ có màu khác so với cái layer này. À, thực chất thì cái tông màu nó vẫn là màu xanh dương rồi đấy. Nhưng mà bên Takara Tomy thì nó sẽ có thêm sticker, và cái phần này nó sẽ không được sơn đậm, mà nó vẫn sẽ giữ được cái màu xanh ở đây. Còn đây Hasbro họ đã sơn lại cái phần những cái đốt này thành màu xanh đậm hết rồi. Họ đã sơn thành màu xanh đậm và hai bên này họ sơn màu bạc lên. Thì cái sự khác biệt là Takara Tomy họ có dùng sticker để mà làm cái con này đẹp hơn, nhưng mà Hasbro thì không, họ sơn lên luôn. Đấy, đấy chính là cái điểm mà khác biệt về cái phần màu sắc mà tôi nghĩ là một cái điểm mạnh của Hasbro. Tại vì khi mà họ sơn lên ấy thì chúng ta sẽ không có bị mà phải kiểu phải lo lắng về cái việc mà phải bị chóc cái sticker khi mà chúng ta chơi với nó. Đặc biệt với Beyblade ấy, chơi một thời gian mà chóc sticker ra thì nhìn rất là xấu quá. Vâng, và cái điểm khác biệt thứ hai ấy là về chất liệu nhựa. Thì cái này tôi nghĩ là Hasbro họ không bằng của Takara Tomy. Tại vì của Takara Tomy cái phần nhựa clear ấy, thì nó rất là trong suốt luôn, trong suốt và rất là đẹp các bác ạ. Nhưng mà của Hasbro thì nó lại không, nó không trong suốt mà nó cái phần nhựa clear này thì nó hơi bị đục một tí. Tôi biết họ làm nhựa clear như vậy là kiểu hơi đục vậy, là một là do tôi nghĩ là họ cố tình làm như vậy để mà có thể phân biệt được cái phần nhựa clear này nó hơi nổi lên so với cái phần nhựa này cho lắm. Tôi nghĩ là như vậy đấy. Còn màu xanh dương thì tôi nghĩ nó hơi nhạt hơn của Takara Tomy, mà cũng đúng rồi, tại vì cái con này là nó là hàng tồn kho, mà hàng tồn kho thì mua giá rất là rẻ. Vâng, và nếu mà cái con này của Hasbro ấy thì mấy ông chỉ có thể kiếm được con này ở trong cái bộ cái dual pack. Mà cái dual pack này á, giá lúc mới ra là nó tặng 15 đô. Thực sự tặng 15 đô, nhưng mà bây giờ giá nó chỉ còn lại 5 đô. Vâng, giá nó chỉ còn lại 5 đô la. 5 đô la cho hai con. Tôi nghĩ là nó cũng khá là hợp, tại vì 6 năm trời rồi. 6 năm trời thì nó cũng bị như vậy. Và đây là cái con bay Type Stamina. Đối với Type Stamina thì cái layer này thực sự rất là ngon. Tại vì sao, nó không quá tròn, nhưng mà nó vẫn có hai cánh stamina khá là lớn ở đây để tăng để mà hạ, và nói chung thì để tăng cái quán tính của cái con bay lên đấy. Và đây nó không phải quay theo chiều này, thực sự tôi tức cái thiết kế của đồ layer luôn đấy. Mà nó quay theo chiều này này, nó quay theo chiều này nè. Như vậy là khi những cái con attack nó tấn công vào đây thì nó cũng sẽ giảm thiểu một tí sát thương từ những cái đòn attack đó. Vâng, và thực sự là đúng là như vậy, tôi còn không còn nói gì về cái con này được nữa. Mặc dù hai cái cánh này trông nó hơi bị giống Upper Attack, nhưng mà không, nó vẫn là cái layer stamina khá là ổn. Tôi nghĩ cái layer này nó cũng có dạng ổn thôi, không có quá mạnh đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái disc gọi là Infinite. Cái disc Infinite này thì không biết nói gì hơn, rất là tròn. Nói chung thì đây cái disc cũng khá là tốt cho những cái muốn tạo cái combo đấu cho những cái con bay đùa layer ấy. Đấy, khá là tốt, nhưng mà với cái trọng lượng thì tôi nghĩ nó cũng không có tốt cho lắm đâu. Nhưng mà nói chung thì đây cái disc cũng khá là đáng chơi để tạo combo, khá là tròn, và tròn như thế này thì biết rồi, khá là tốt cho stamina ấy. Tiếp theo là cái driver cycle. Cái driver này ấy,
vào bên Hasbro thì không biết tại sao họ lại đổi nó lại thành màu vàng chuối như vậy. Màu vàng mà nó hơi màu xanh xanh, nó kiểu mà chuối mà chưa chín tế. Nó có cái đầu nhọn ở đây thì có thể giúp cho stamina, và cái cánh bên đây thì bác biết đấy, tăng quán tính cho cái phần đế, nhưng mà không, tôi nghĩ nó không tăng gì mấy đâu. Và nó khi mà nó cà sàn ấy, có lần lúc đó tôi không có bearing, tôi dùng cái này để tôi gắn vào con train pháp nghiệp, và thật sự Life After Death ngon lành luôn. Thật sự cái driver này lâu lâu nếu bạn hên ấy, thì Life After Death nó khá là cao, nhưng mà nếu mà bạn xui ấy, thì nó tặc ngay tại chỗ luôn. Và biết vì sao không? Khi mà tôi chơi ấy, cái driver này nó bị nghiêng cái sàn như thế này nè. Nó giữ lại cái driver ở đây, nó giữ lại phần này. Còn cái phần đế này này, cái phần ở trong này này, nó không có đụng vào sàn, cho nên cái con bay tiếp tục quay trên đây như vậy thêm mấy vòng nữa, trong khi cái này nó đã bị đứng khựng lại dưới sàn như vậy nè. Nó tăng lại after death là kiểu như vậy. Độc lắm, nhưng mà không hiểu sao mà Takaratomy họ nhưng mà tuy cái lại after death nó kinh khủng như vậy, nhưng mà thực sự thì cái đó là do hên xui thôi bác à. Nếu mà hên ấy, chúng ta sẽ có cơ hội được như vậy. Cái cơ hội mà được nó tầm 50%. À mà nãy tôi nói lộn nha. Cái màu bên Takaratomy đó là nó màu vàng clear, chứ không phải là màu xanh lá vàng như vậy, cho nên là hơi khác. Ok, và đó chính là cái bài review của tôi về cái con bay này. Đây là một cái con bay dual layer, cho nên là nó cũng không có gì nhiều để mà tôi có thể review cho bác được. Và đấy chỉ là những cái review của tôi về những cái cảm nhận của tôi về cái con này thôi, mà lúc mới cầm trên tay thôi. Mà thật sự thì những cái thời điểm mới ra ở Việt Nam mình rất là khó có thể tìm được những cái con bay của Hasbro, kể cả Takaratomy luôn, tại vì lúc đấy nó không phổ biến ở Việt Nam và có rất là ít shop có thể order được cái phần này. Nhưng mà đến bây giờ thì mình chỉ có thể có được những con hàng tồn kho như vậy thôi, chứ không có được những cái con hàng bình thường. Vâng, thì đây chính là cái mã code của layer dành cho bạn nào muốn nạp vào game ấy. Đấy thì đây chính là mã code của nó, bạn có thể scan nó qua và để vào game nhé. Tôi biết nhiều ông đợi cho cái giây phút này rồi, nhưng mà thực sự cái con này thêm vào game là chỉ để sưu tầm thôi chứ làm được gì đâu. Vâng, đây chính là mã code đây, các bạn có thể scan nhanh nhanh lên nhé. Ok, có thể ngưng cái màn hình lại để scan. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem video này. À, và các bạn muốn mua được những cái con bay mà xinh xẻo như thế này, những cái con bay Hasbro dual layer mà giá rẻ, hoặc là những con bay GT mà hàng tồn kho của Hasbro giá rẻ, các bạn có thể các bạn có thể bấm vào đường link bên dưới ủng hộ cho shop anshop.tomica. Thì shop đấy chính là shop bán hàng của Takaratomy, mà những hàng mà các bạn có thể mua được hàng second hand mà giá rẻ nhất. Ok, shop đấy thì uy tín 100%, tôi có thể cam đoan với các bạn như vậy. Ok, tạm biệt tất cả các bạn xem video này. Tạm biệt mấy lần rồi nhỉ? Ok, tạm biệt.